Xin chào các bạn, mình là Dũng Leo đây. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đào cái cặp con là ETHW và CAS nha, hay còn gọi là Ethereum Fold và CASPA các bạn. Thì để mà đào được cái cặp con này á, thì trước tiên các bạn cần chuẩn bị cho nó là cái ví nha. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cái ví của ETHW và cái ví của CASPA các bạn. Về cái ví của ETHW á, thì mình sẽ sử dụng ví của sàn gay.io. Các bạn vào ví tiền các bạn. Các bạn chọn tổng quan nha. Đây các bạn sẽ chọn là nạp. Rồi cái chỗ lỗi con này nè, mình sẽ chọn là ETHW nha các bạn. Đây, Ethereum Fold. Rồi các bạn sẽ được một cái địa chỉ ví như thế này nha. Rồi về cái ví của đồng CASPA thì mình sẽ sử dụng ví của sàn TFBit nha các bạn. Đây ví của sàn TFBit. Thì nếu như các bạn chưa có tài khoản của hai sàn này á, thì các bạn sẽ tiến hành các bạn tạo và đăng nhập vào hai cái sàn này nha các bạn. Thì sau khi các bạn đăng nhập, các bạn sẽ được giao diện như thế này. Thì ở cái sàn TFBit này mình sẽ vào là wallet nha các bạn. Tại đây cái chỗ search nè các bạn sẽ gõ là CAS nha. Thì nó sẽ ra cái đồng CASPA cho mình. Tại đây các bạn sẽ chọn là deposit nha các bạn. Rồi nó sẽ cho các bạn một cái địa chỉ ví như thế này. Thì các bạn đã có được hai cái địa chỉ ví của hai đồng con này rồi. Sau đó các bạn sẽ tiến hành các bạn qua cái VHTT wallet các bạn. Các bạn sẽ vào cái mục đó là group config nha. Các bạn chọn add group config. Cái name này á mình sẽ đặt là ETHW cộng CAS test thì các bạn. Cái con này á mình sẽ chọn là custom nha. Mining DRAM á mình sẽ chọn á là LOL miner. Thì mặc định nó sẽ chọn cái phiên bản LOL miner mới nhất cho mình nha. Cái set bull custom này các bạn sẽ bỏ trống, các bạn không chọn nha. Cái wallet mình cũng bỏ trống luôn các bạn. Cái miner option này mình sẽ sao chép. Sao chép cái đoạn này là các bạn. Thì cái đoạn code này mình sẽ để ở dưới video của mình. Một chút nữa các bạn chép về và các bạn dán vào, các bạn thay ví là các bạn có thể sử dụng nha. Đây mình sẽ dán vào đây. Rồi, chỗ này cái bool mình đang sử dụng là bool của Chuminer đối với đồng ETHW các bạn. Đây là cái ví của đồng ETHW của mình. Các bạn lưu ý là sao cái ví này nó có dấu chấm và read name nha. Thì để mà nó lấy cái read name á, là cái tên của dàn đào của mình. Đây là cái ví, các bạn thay cái ví của các bạn vào nha. Rồi, về cái bool của đồng CASPA mình sẽ chọn là bool của Wulai bool nha các bạn. Đây. Và đây là cái ví của đồng CASPA của mình. Các bạn cũng thay thế cái ví của bạn vào nha. Sau khi các bạn đã làm những cái thao tác này rồi, các bạn sẽ chọn Create để các bạn tạo mới nha. Thì các bạn sẽ được một cái config như thế này các bạn. Đây. Đây là config các bạn mới tạo nha. Đây. Rồi sau đó các bạn sẽ qua cái wishlist của mình. Rồi ở đây mình sẽ chọn lại, ví dụ như ở đây mình đang chạy cái đồng cũng là đua ETHW và CAS. Thì trước khi mình làm video cho các bạn á, mình đã có test rồi, mình mới làm nha. Thì các bạn chọn vào config này, các bạn chọn lại cái config mình mới vừa tạo nha. Đây các bạn, chọn nó. Các bạn chọn là change group config các bạn. Rồi mình sẽ quan sát xem nó chạy như thế nào nha. Rồi các bạn thấy là sau khi các bạn chuyển sang cái root config mới á, thì nó đã chạy nè các bạn. Về cái thông số OC á, mình qua đây nha. Thì đối với cái dòng Vega mà 3060T á, thì cái core của nó mình xét từ 100 cho đến là 200 nha. Đây, tùy vào cái Vega của mình nó chịu core ở mức nào nha các bạn.
về cái mem á, thì mình sẽ set thấp hơn một chút so với việc các bạn đào đồng ETH. Ví dụ như ở đây là mình bình thường mình đào đồng ETH mình set 2006 thì bây giờ mình set 2000 thôi. Đây. Thì cái việc này là việc các bạn cân bằng nha các bạn. Các bạn tăng mem này, tốc của đồng ETH WK nó tăng lên. Tuy nhiên là cái tốc của cái đồng cash á, nó sẽ giảm xuống. Thì các bạn sẽ cân bằng giữa hai cái tốc này theo ý của các bạn nha. Về cái công suất á, thì trên trang Hashrate.no á, thì họ sử dụng tới 151W đối với dòng Vega này, chạy cái cặp con này nha các bạn. Tuy nhiên là hiện tại mình đào nói chung là hầu như là không có lời hoặc là lỗ luôn các bạn. Thì mình chủ yếu là mình đào để duy trì là cái Vega của mình nó hạn chế bị hỏng và mình đang gửi xưởng á, thì nếu như mình không đào thì cũng phải tốn tiền chỗ các bạn, và mình đào thì chỉ bị tính tiền điện thôi. Thì cho nên là mình cân nhắc mình đào nó sẽ lợi hơn, cho nên mình vẫn giữ cái máy mình nó đào nha. Thì mình đang chỉnh cái công suất nó chỉ có 130W thôi, nó cao hơn 10W so với việc mình đào cái đồng ETH, chứ không có chỉnh cao giống như mấy cái trang hướng dẫn nha. Đây là cái này là tùy vào mình, tùy vào các bạn cân đối nha. Rồi về cái dòng Vega khác các bạn, ví dụ như mình đang sử dụng cái Vega 1660 Super đi, 1660 Super á, thì mình sử dụng cái thông số OC như thế này, thì co của nó cũng dao động từ 100 cho đến 150 nha. Thì tùy vào cái Vega của mình nó chịu cái co ở mức nào. Cái mem á thì mình cũng set, đối với dòng Samsung á mình set thấp hơn so với việc mình chạy ETH, còn Hynix á thì mình set giống luôn cũng được các bạn. Power á thì những cái Vega nào nó mát các bạn, các bạn đưa lên 100 nha, còn nóng quá thì bắt buộc mình phải giảm cái công suất xuống thôi. Thì khi mà các bạn đào cái con này á, các bạn mở công suất nhiều hơn thì cái Vega của mình nó nóng hơn, đặc biệt là những dòng 3060 Ti trở lên các bạn. Thì các bạn sử dụng cái nguồn nguồn tàu á 2000W á, mà các bạn chạy cho cái dàn 3060 Ti đi, các bạn chạy ETH bình thường thì nó không sao. Thì khi mà các bạn đào đua á, các bạn mở cái công suất của nó lên 160-170W đối với một cái Vega á, thì cái nguồn của nó chạy không nổi, nó chết nguồn. Thì có nhiều trường hợp là nó chết nguồn là do vậy. Thì mình cũng có một cái video hướng dẫn các bạn cách tính cái nguồn cho cái dàn đào của mình rồi. Thì nếu như các bạn nào chưa biết á, các bạn có thể xem lại cái video đó của mình nha. Mình thà mình tính nguồn dư chứ đừng để thiếu rồi nó gây ra chết, rồi nổ nguồn, rồi hư hỏng, nó ảnh hưởng tới cái dàn đào của mình nha các bạn. Rồi cái nhiệt độ cũng vậy, khi mà cái công suất nó tăng lên, cái nhiệt độ của nó cũng tăng theo các bạn. Các bạn thấy là nó lên 65 độ hết rồi. Thì những cái Vega này, các bạn hy sinh cái tốc, các bạn giảm cái công suất lại để mà cái Vega mình nó chạy được giữ mức an toàn nha các bạn. Thì cái mức mà mình thấy nhiệt độ nó ổn cho Vega của mình nó là dưới 65 nha. Rồi sau khi các bạn đã đào được cái cặp con này rồi, các bạn sẽ tiến hành các bạn qua bull các bạn kiểm tra nha. Thì đối với cái đồng mà ETHWK á, thì mình sử dụng cái bull của Chuminer, mình sẽ qua cái trang của Chuminer mình kiểm tra các bạn. Mình sẽ quay lại cái trang chủ nha. Tại đây các bạn sẽ kéo xuống, các bạn tìm tới cái bull là Ethereum Pool nè các bạn. Các bạn click vào đây, các bạn dán cái địa chỉ ví của mình vào nha. Mà dán vào đây bạn tìm kiếm thì nó sẽ hiện lên cái dàn đào của mình các bạn. Về cái cách set main bay á, thì đúng là mỗi video mình cũng có hướng dẫn rồi, tuy nhiên là mỗi video mình cũng sẽ làm lại để cho các bạn nào không có xem những video trước á, các bạn vẫn có thể làm được nha. Thì cách set main bay của cái trang Chuminer này á, mình sẽ qua cái phần là thiết lập các bạn. Thì mặc định của nó tối thiểu là 0.1 ETHWK và tối đa là 100 ETHWK nha. Thì để thay đổi giá trị này, ví dụ như mình set thành là 1 đi các bạn. Rồi, mình sẽ điền cái địa chỉ IP của mình ở đây. Mình sẽ lưu ý là cái đuôi nữa là 231. Mình chú ý là cái IP mình chép có đúng hay không, là nó giống cái đuôi này nha. Thì nó lấy cái dàn đào có tên là như thế này các bạn. Mình sẽ qua đây nha. Đây, nó đang lấy cái IP của dàn đào này. Mình sẽ click vào đây. Mình chọn là Show System Information. Tại đây có một cái chỗ là IP Public các bạn. Các bạn sao chép nha.
còn dán vào, bạn dán vào nha. À, mình còn trên B luôn đi các bạn, đấy còn trên V chứ, mình còn trong V để cho dán vào luôn nha. Sau đó các bạn sẽ chọn là glue, thì nó sẽ báo cho các bạn là nó đã lưu thành công. Các bạn lên đây, bạn click vào đây, các bạn thấy cái giá trị của nó đã thay đổi thành cái giá trị mà mình mới set nha. Thì nó sẽ trả về cho mình 2 giờ mỗi lần khi các bạn đủ cái main bay này. Về cái đồng cash á, thì mình sẽ vào cái pool pool thì do là mình đào trên pool nào thì mình sẽ qua bên đó mình kiểm tra nha. Pool các bạn, các bạn sẽ chọn là cash nha. Chỗ này các bạn sẽ dán cái địa chỉ ví các bạn vào, thì các bạn sẽ tìm kiếm. Mình qua đây nha các bạn, mình sao chép cái địa chỉ ví này. Rồi mình dán vào đây nha, các bạn chọn vào tìm kiếm thì nó sẽ ra cái địa chỉ ví của mình, nó đang hoạt động nè các bạn. Thì đây là cái tốc độ của mình, đây là số tiền mà nó bay về cho mình nha. Nó sẽ hiển thị á, những cái thông số là đã bay 12 giờ trong 24 giờ trong một tuần và trong một tháng, nó sẽ hiển thị ở đây cho các bạn. Còn đây là cái biểu đồ tốc của mình nha này. Rồi sau khi các bạn đã kiểm tra được cái dàn đào của mình trên hai cái bull là Juminer đối với đồng ETHW kép và Wulai bull đối với đồng Kaspa nha, thì sau khi các bạn đã làm những thao tác này rồi thì các bạn đã hoàn thành cái việc đào của mình rồi đó các bạn. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách để đào cái cặp con là ETHW kép và Kaspa trên cái hệ điều hành VHTTOS này rồi, và cũng hướng dẫn các bạn cách kiểm tra trên bull và setup mình bay cho nó như thế nào rồi các bạn. À quên, đối với đồng Casper này á, các bạn muốn setup min bay á, các bạn sẽ vào là chain min payout nè các bạn, bạn click vào đây nha. Thì mặc định của nó sẽ set cho mình là 100 100 Casper nó sẽ bay về một lần. Và chỗ này cũng là IP public của mình, thì mình cũng làm thao tác giống như mình thao tác bên trang Juminer các bạn là được nha. Ví dụ ở đây mình làm luôn cho các bạn nha. Mình cũng sử dụng cái này đi, này mình set thành 1.000 các bạn. Rồi đây nó báo cho mình là đã set thành công các bạn, thì bạn tắt nó đi, các bạn bấm vô lại là nó hiện số 1.000, tức là các bạn đã set thành công cho nó rồi. Rồi mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Thì nếu như bạn nào có quan tâm tới những video tiếp theo của mình á, thì hãy đăng ký kênh giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.